kia rồi. Cú hồi nhau nhá. Rồi, cú hồi nhau. Đây rồi. Cú hồi nhau nhá. Rồi, cú hồi nhau. Ôi. Ôi, đóng rồi, đóng rồi anh em ơi. Ôi, đóng rồi. Đóng rồi, đóng rồi anh em ơi. Ôi, đóng rồi. Con này to. Ua. Bút sóng tay lên. Phê, con này bụi. Ui, chấm đen. Đen. Con này đen to anh em ơi. À, trời ơi. Đen to chưa? 46T của em lên luôn này. Mày chạy đâu em ơi? Bò mày ngay. Ui em ơi. Con này có trắng to chưa? Ui. Con này có mười bự chưa? Hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại Phương Thảo Fishing. Hôm nay em tìm được địa điểm câu rất là ngon anh em này. Khu này thì nó ở trong khu công nghiệp, thành ra là cá đấy rất là to luôn, bởi không nó không có người xuống kích đâu. Chỗ này tuyệt vời các bác ạ. Ngày xưa cái đợt mà em mới làm YouTube thì lần đầu tiên là em với vợ em cũng ra đây câu. Rồi về sau thì thấy nó cũng xa nhà quá là cũng ít lên trên này. Này lâu lắm thì quay trở lại. Địa điểm này chung là thấy rất tuyệt vời. Đây có những bông hoa gì đẹp cho anh em này. Quá. Và tím luôn này. Đây là cây số hổ. Cây số hổ này động một phát là lá nó cụp vàng. Chỗ này câu thì hết ý rồi. Đây công nhận là nó hoang sơ quá. Đây chắc là cũng có nhiều anh em đã từng vào đây để đi câu này. Các bạn nhìn có cái một rỗng ở giữa. Đây toàn là vết xe đây. Trong đấy toàn là nhà máy nhà mà. Câu chỗ này phê tuyệt vời. Không gì để chê đâu. Địa điểm này nó còn chả rộng bát ngàn anh em. Ở ngoài kia nó còn đổ ra sông nữa cơ. Qua cái con cầu ấy kìa. Rất là dài luôn. Còn bên trong đây thì may quá được công ty người ta chắn cái lưới thép ấy. Thành ra là cái dòng muối không lan sang bên này. Nhưng mà bên dưới này nó vẫn thông. Cá vẫn bơi qua được. Wow, đây là mặt bên kia của cái con kênh anh em này. Đấy, bên đây là cổng giày na này. Mặt bên kia sang các bác nhé. Dưới chân cầu này. Đó, rộng bằng ngàn luôn. Đây có hoa đẹp quá. Mưa bắt đầu có tí mưa anh em ạ. Đấy, thả cục mồi cho mấy em hàng em vào. Mưa này. Ai sao đánh bóng mồi. Lên cái trôi nó hay lên ba lên bốn cái sóng nó khô lắm. Đây rồi. Ôi, đâu đóng trôi rồi. Rồi, lên anh em ơi. Lên con này mất chạy anh em ạ. Phê. À. Bong con này nó lộn là giờ dễ bong anh ạ. Đấy. Là dính ngay. Ua, vịt phê thằng nó trôi khỏe. Trôi điên người khác. Trôi điên. Ngay. Đóng ngay trôi điên, về quá. Cái này nó khỏe thật.
Ê Hà lên. Ngay chạy đầu chỗ này nó khỏe mà nó dòng một lúc là nó đuối ngay. Ôi, được ngay em chùa điền các bác này, đẹp chưa? Hàng con chùa điền nó kéo về thật là vụt vào vào sửa hoa cho luôn vào túi. Ủa chùa đúng là thần thánh em ạ. Này lấy nó khô cắm viên luôn đấy. Ngồi đánh sướng thật. Sướng quá. Đóng rồi anh em ơi. Con này to. Ua. Bốn sáu tay lên. Phê con này bự. Ui, chấm đen. Đen. Con này đen to anh em ơi. À trời ơi. Đen to chưa? 46 tê của em lên luôn này. Mày chạy đâu em ơi. Bò mày ngay. Một chạy. Làm sao mà chạy được. Đủ vịt phê thật. Bao ơi. Làm sao được. Bởi phổ quá nhau. Còn này to. Anh em nhìn này, bộ 6T cần cái vít phê không? Kỳ kéo đủ ấm 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 ấm. Đúng, đóng là tứ AK anh em thấy, phê chưa? Tứ AK móng rồng. Ui, lịch con này thiên nhiên phê quá anh em à, tay chân cứ run này. Muốn nói là cần 46T này, nó cực kỳ chất anh em nhé. Gặp bọn này bò luôn, không phải thả cần, không phải thấy an toàn đâu anh em ạ. Bò luôn, mà anh em đánh dù nhé, đừng đánh cước, nổ cước ấy. Quá đã. Wow. Lên con hàng phê quá anh em ơi. Những bông hoa đẹp chưa? Đúng là mùa của chùa anh cá nước ngọt là vô đối anh em ạ. Đánh lục mới là sướng, đánh đài không ăn thua. Nếu đánh đài này chắc chắn là sẽ không được lên được hàng nhiều vậy. Tâm phát đẹp phát đoáng luôn, sợ thật đấy. Không chạy đều được.
rồi. Ui rồi em nhá. Đây rồi. Ui rồi em nhá. Đây rồi. Ui rồi em nhá. Đây rồi. Ui trong quả anh em ơi. Bay bay lên luôn. Ua, vị vị. Ôi, lên lên chậm chậm chậm. Chụp cắn, chụp cắn nó vít. Lên đây. Anh em mình chụp cắn nó vít này. Chụp cắn cá to vít phê thật. Lên. Cẩn căng đét luôn. Ui, nó hàng phê quá. Chạy đâu, lội, 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 lội. Hôm nay chỉ có lội. Lội luôn anh em nhé. Không chạy đâu là. Wow, có nhìn nó phê chưa? Thế rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời ở mặt trời. Chấm cỏ, chấm cỏ. Đóng một lưỡi vào vây. Con này ăn khá khá như mồi của em. Lít 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 cho vào nhau. Quá wow. Ăn khá khá mồi quá, nhìn bụng ăn mồi này. Ăn bao nhiêu mồi của anh mày? 240 phần. Nè nè nè. Wow. Luôn. Đang có hàng mút. Đây rồi. Ui giời ơi, đồ phi to cho anh em ơi. Đây rồi. Ui giời ơi, đồ phi to cho anh em ơi. Ui, 6 tề phan lên luôn. Cứ tưởng hà khủng cơ. Anh em nhìn này. Cứ tưởng hà khủng cơ nhấp phan lên luôn. Luôn đấy. Gấu lên anh em nhé. Nhấc 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 cua vào. To của nó đây quá ạ. Nào anh em nhìn. Đóng xách mồm này. To đấy, con này to mà ngon. Người nó bé tí, con này dài, sợ đặt này. Người nhom, ôi đừng dẫy. Dẫy càng hoàng. Thôi, hạ xuống cho túi ạ. Hôm nay em mới mua túi này, nhà đút cá hơi khó anh em ạ. Nó không, không. Cái túi kia nó lại không có cái miệng như túi trước của em.
Dày anh em nhé, cá này về chỉ có rán này. Cá nó hơi chậm ăn loại anh em ạ. Được con đen to quá nó cũng động rồi. Để cho thêm tí ổ xuống cho nó vào. Đấy anh em nhé, ổ chua em còn đánh thiên nhiên con này. Đen các bác biết rồi đấy, không phải đơn giản. Đã màn út ui đó rồi. Con này to. Quá già. Con này to. Lên lên. Chép 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 chép. Ui. Cái con chép này nó ghì sợ thật. Đóng thẳng vào người anh em này. Mất chạy. Cái thật nó ghì còn cảm giác căng. Lên này. Con này nhấc bổng con này lên luôn. Nó ghi được, ghi phát đẹp thật. Lên cho phần tươi. Ok ok. Càng xịn. Ghi quá đẹp quá. À. Gầy, con này gầy. Cá này gầy tươi. Anh em ơi, vừa em cầm cái lưỡi em dòng con cá này. Trời ơi, được tứ gà ca. Dạ màn. Dạ chuẩn. Đánh lục này nó có cái rất là hay anh em ạ. Cá nó không cần phải ăn mồi, cứ cần làm vảng cái giật là chết luôn. Rất là nhanh. Mà cái độ mình thả ổ xuống ấy, cá nó bâu vào một giật thì nó là phê thôi rồi luôn. Nó đã cuốn này cũng là 7-8 con vào phát, phát đóng 2-3 con đô phi phát. Cá to thì mình chỉ đóng là phần đóng một con này. Lúc nào mắt cũng phải căng ra nhìn nhá. Chẳng may nó tụt phát mà không chặt là hơi lãng phí đấy. Nó lúc nào nó tinh thần mình tập trung, nó không như câu đơn câu đài. Câu đơn câu đài thì nó kéo một đoạn này mình quá chặt vẫn chết, nhưng mà lúc mày nó hụt thì tiếc sót ruột lắm, nó đè không chặt sót ruột lắm. Đè phát phải nick ngay. Đấy đang nhấp nhấp anh em ơi, phao phao hơi băm kìa. Các vừa nhìn thấy phao băm băm không? Tắm kìa, đấy anh em mình tắm chưa? Con này nó còn to này. Nó nhấc phát tắm lại khiếp thật. Ôi anh em ơi. Ui. Ui anh em ơi, mày có trắng to chưa? Ui. Con này có mày bự chứ anh em. Ui anh em ơi. Ui. Ui anh em ơi, mày có trắng to chưa? Ui. Con này có mày bự chứ anh em. Ui ui, con này bự, con này tẩm chứ anh em ơi. Ui. Ui anh em ơi, con này tẩm chưa, con này thao cả.
con này đã man, đã man, đã man. Ui anh em, con này đã man chưa? Con này ui ui, con này 4-5 cân. Ui anh em, con này ở đâu ra con này to thế? Ui giời ơi, con này 4-5 cân anh em ơi. Kịp chưa? Ngồi dài người. Cái giống chấm này rất là khốn ra, cơn đùi à, đừng tí nó đánh căng phát là dễ mất anh em ạ. Nó không như chui nó đóng căng đâu. Mà con này đóng hai lưỡi. Chứ nó không có vợt, khó lên anh em ạ. Con này to, con này to luôn. Con này không có vợt, khó lên nhé. Ui con này to, to dã man anh em ạ. Ui ui. Ui con này không để căng rồi anh em ạ. Nó đóng toàn một lưỡi, đóng vào mỗi lưỡi kìa. Con này đánh dễ mất lắm. Nó đóng vào mỗi lưỡi kìa mồm. Khỉ quá. Đẹp đẹp đẹp. Ui con này to chưa anh em ơi. Ui ôi. Đầu ra con này to thế. Rồi ủ chua này hôm nay phê rồi, phê loài rồi, có nổ rồi. Ui, con này phải cho nó mềm mềm, các bao con này nó nguy hiểm lắm. Mấy con giống chấm này nó hay đánh phát là nó dễ mất. Đấy phải cho nó vào vào mấy nước đóng mồm kìa. Đang cơ thể thêm hai nước đóng mồm anh em. Rồi nó đóng thêm 2-3 lưỡi mồm mà con này nó vặn chạy vào mắt con ơi, chạy vào mắt, phê phê quá các bác ơi, con này bự khí khủng luôn, giống này vần, con này dễ phải lộn đúng vần vần anh em, dễ mất, vần này nhẹ này ôm nó lên này các bác nhá, phê khủng quá, lão phải trùng tay.